Hello, xin chào các bạn. Mình là Bo Hancock Server Đồng Thúy Nguyệt. Hôm nay năm mới, ngày đầu năm mới thì Bo xin chúc các bạn là nhiều có nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong gia đình ha. Rồi khi chơi game thì sẽ có rất là nhiều lúc may mắn để đập vũ khí full lên. Thì bạn nào không nhiều may mắn thì mình xin chúc cho thật nhiều may mắn nhé. Rồi còn bạn nào mà có rồi thì mình xin chia sẻ cho mình một ít lì xì. Mình ở bên server đầu nước Việt thôi, mình chúc thì mấy bạn cho mình lì xì cho Bo đi để có nhiều may mắn hơn đọc lên vũ khí nữa. Thì mình tuần nay thì chạy event đó, cái mình xin list của mấy bạn từ nhiều luôn. Thì mình tuần này mình lên được 3 tay từ 6 đến 8. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, là mình đọc tổng cộng là 372, là mình đọc từ 2 hit lên được 8. Nên là cũng nhờ mấy bạn cộng đồng game ở server Đồng Thúy Nguyệt á, đi đâu mình cũng bị xin xin lết hết trơn, xin lết may mắn, lucky gọi là lucky. Rồi thì năm mới này thì sẽ có cái gì đặc biệt hơn, đó là cái mình ở đây là mình sẽ nói là một cái bộ trang phục, đó là trang phục ở bên điểm danh 21 ngày tháng này. Đây là trang phục lời hứa của mặt trời, thì mình sẽ ở đây, đây trang phục này, đây là tập tiên và cái đôi dài nhìn thấy nó ngộ ngộ vậy. Bộ màu trắng mình nói lúc nào là mình mấy bạn thấy là bộ màu trắng lúc nào nó cũng đẹp hơn đúng không? Đúng thiệt, bộ trắng là đẹp đẹp. Đây tập linh thì nó cũng giống giống vậy, không khác gì mấy. Tập long thì bị bút lên này, long đây. Tộc Long thì màu trắng nha, cậu này màu trắng các bạn. Tộc Thiên thế là tộc Nhân chứ. Tộc Nhân thì hơi kính, nhìn chuẩn chuẩn của nữ kiếm sĩ và nam. Năm mới mình đi xì, mình chụp mấy bạn ở tháp. Có bạn nào có đâu, có bạn nào lì xì cho mình không? Hồi nãy có bạn lì xì cho mình 5 vàng, bao nhiêu cũng được, mình thích gì đó, mình thích là lấy cái sự may mắn của các bạn của mình cho mình, chứ không phải là mình xin chơi gì đâu. Và cái điều đáng lưu ý ở đây là mấy bạn sẽ có được 30 túi cái màu cam cam ở đây đó, từ từ đó. Đây 30 túi này thì cái đặc biệt ở đây á, là mấy bạn sẽ nhận được nguyên tố quý hiếm và thuốc 10.000 máu lành bệnh. Cái đó là một túi rồi, đó là chắc ăn. Thì mình không biết sao thì có một bạn nào trên group nói là cái túi này có giới hạn là 10 tiếng mở được một lần. Và thôi được. Vậy thì nó sẽ có những cái món đặc biệt ở đây, đó là cái nước thánh hồng môn. Cái tỷ lệ này là cũng hơi xui lắm á. Mà bạn nào hơn thì sẽ có một cái nước thánh hồng môn. Thì 30 bình một tháng này sẽ có 30 cái phần thưởng. Cái bình này là bình gì, tên gì mình không thấy được cái tên. Cởi nó đi, tên gì không biết. Thì và cái điều bị đây là sẽ được 40 của chìa khóa cùng phong. Thì chìa khóa cùng phong thì để làm gì thì các bạn biết đó, để kiếm vàng chứ làm gì. Rồi cái ở đây được 2 búa, và cái điều đặc biệt lưu ý ở đây là được 5 cái bạch châu. 5 bạch châu thì mấy bạn như cỡ như mình thì không còn đi tới đại thiên mệnh nữa, hoặc là đi kho đơn giá và để ấy nữa, thì mình có thể bán được là 20 vàng, 25 vàng
cho mấy bạn như vai đó, mấy bạn đi để kiếm gương năm cạnh. Rồi gương ngọc năm cạnh. Rồi và được cái hai chìa khóa này. Ok. Và tháng này thì sẽ được cho được 50 tục ngọc quý xanh. 50 ngọc quý xanh. Rất nhiều. Và thấy là tháng này gọi là tháng Tết rồi. Sửa sạn xong tháng này là mấy mình sẽ qua Tết âm lịch của mình. Đó là Tết tao của mình rồi. Rồi, đến đây clip của mình đã kết thúc. Mình xin chúc là các bạn có thật nhiều may mắn và để chơi game vui vẻ ha. Rồi hãy ủng hộ kênh của Bo bằng cách là subscribe kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.